Đây. Chào các bác nhé. Ở quê em thì cứ mỗi dịp cuối năm thì sẽ thường thường là sửa mộ cho các cụ để đón về năm mới, về các cụ về ăn Tết. Cũng nhân dịp này em cũng sửa luôn cái mộ cho bố. Em sẽ làm nền trước và sau hôm sau sẽ đặt mộ bằng đá lên. Hai người bê mới biết là nặng không? Đá lạ, đấy làm đá cũng làm suốt rồi. Cả cái thằng giá mới nói cái chơi ai mà. Chắc phải chiều rồi anh. Chắc phải chiều rồi. Anh đi làm. Chắc đổ bộng đúng bên rồi mà. Nhưng mà tính kiểu chi tính là to cái đầu lên trên á. À, tính cho cái mặt trong à, mà mặt à. Bố đi đến đó rồi. Đi sai đường nữa. Chắc ông cũng lâu xuống rồi nè. Cuối cùng cũng hoàn thiện rồi. Ở đây tao lấy tao tết tết là không tết năng mà tao bốc kè năng nghe tao cho tao chuyện mấy đồng năng khai sật đi đi và mà đúng đúng mau mừng hỏng là nắm con tay tao khẩu cưa héo bỏ tao hỏng là cháu cũng nụm lương văn điên để mà và ở đây tao lấy tao tết tết là không hai lấy ngài mau nụp tao khẩu nằm nụp thưa tin mưu lấy ngài hắc tạc tao hắc tên hắc bánh vên lấy cút lưỡng mấy đồng ngật không sao đấy. Ừ, yên nê bình tỏ bờ gà bạ mờ gà đấn mà đúng vượng mò mường họ lan đắm cun tai lề tàu khẩu đúng à quán mò tháo họ ở đây tàu lấy tàu tết tết là không tên năng mà tàu bốc kè năng nghe tàu cho tất cả mấy đồng năng. Ừ, yên nê bình tỏ bờ gà bạ mờ gà đấn trừ đi cục quyết. Chắc mấy chữ không hòa mình không có mưa đâu, mưa giáo.
Đài lên ao chả nữa mày. Đấy con nòi nè. Con nhỏ khán xài mà qua khẩu. Còn quê, vũ khí ăn đi đó. Lấm liền. Cũng không mán à? Cũng mán à? Ừ. Quê thì không thương nè. Mì xìa viên hàng mày đâu bác. Phụ khuê nè. Quê nè. Mà phụ của bác An qua đấy. Hai chị có nhà ăn à chị khoe nè. Cái gì con khấu là đấy. Ba ma nuôi. Ba ma tập độc. Con ba ma. Ba ma tập độc ba ma nuôi ấy ấy ấy. Ui giời, tuyệt vời. Ừ. Đó có chưa? Đấy. Yeah. Wow. Hai chục em là ok. To nhỉ. À, móc ra ngoài nhỉ? Bên ngoài. Móc ngoài cho mà, cái này nó liệng mà. À. Cái này nó cái mồi thìa là mồi thìa này nó thế. Tôi cứ ra đi nhá. Ok rồi. Ồ đây là chịu rồi. Quấn rồi. Cá gì vậy? Cá gì vậy? À, rô phi chứ. Còn 2 cân nhỉ? Chưa.
Úi giời. Ê, một con nhá. Con đầu tiên, con đầu tiên. Đi, 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 đi. Có nhiều. Úi, cái suối. Suối. Đây, nha. Đây, đây, đây. Đây đó. À, đúng lúc bật máy luôn. Nghe không? Xuống thật. Đốt phát. Cặp bé. Em ổn nhỉ, khoảng 20 con rồi đấy, 20 em được rồi. Cắm mương các bác ạ. À, cuối này chỉ còn cắm mương thôi. Cắm mương hoa to. Ổn rồi, ổn rồi. Kiếm ít về toàn mọng bên ngoài nhỉ. Nướng nhỉ. Ở ngoài thôi mà. Cố gắng khoảng cân là ok rồi. Thành quả đi một buổi được lần này. Một con rô phi với này, 5 con cá mương hoa. Lạnh quá nó không ăn. Nướng lên tí nó cho nhiều muối vào người miếng. Con to rồi không ạ?